Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14. Hơn 20.000 lượt người đến di tích lịch sử quốc gia chùa Hoàng Phúc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Phóng sự làng chay đổi mới. Quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Cao Thị Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa tại xã Tiến Hóa trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa tại các kỳ họp trước. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, đồng thời xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện giám sát chuyên đề, xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Tuyên Hóa đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến những bất cập của luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, bất cập tài khoản 1 điều 2 của thông tư liên tịch số 13 năm 2013 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo. Một số cử tri kiến nghị chính phủ cần quan tâm hỗ trợ người dân ở những vùng xung yếu, cần có chế độ hợp lý cho cán bộ làm công tác mặt trận, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, đẩy mạnh công tác phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đã có khoảng 20.000 lượt người đến di tích lịch sử quốc gia chùa Hoàng Phúc. Chùa Hoàng Phúc, tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, có lịch sử trên 700 năm và đã trở thành một địa chỉ tâm linh đối với du khách trong và ngoài tỉnh và bà con Phật tử trên địa bàn. Để phục vụ nhu cầu đi lễ chùa trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ban trị sự chùa Hoàng Phúc đã đầu tư thiết kế, trang trí hoa và ánh sáng, tạo ra khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh để đón tiếp du khách. Thời gian qua, bằng những hành động thiết thực, tuổi trẻ bộ đội biên phòng Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, trong đó mô hình tay kéo biên phòng cắt tóc miễn phí cho các em học sinh vùng biên giới đã góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Đồn biên phòng Làng Ho, những người lính trẻ đang chuẩn bị các dụng cụ quen thuộc để đến các điểm trường phổ thông trên địa bàn đơn vị đồng quân để cắt tóc miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là địa bàn khó khăn, cho nên chúng tôi xác định rằng dù là việc nhỏ nhưng mà đem lại cái hiệu quả và ý nghĩa rất lớn. Phần lớn các em học sinh ở đây đều là người Vân Kiều, bố mẹ làm nương rẫy, cuộc sống rất khó khăn. Các em ít có điều kiện cắt tóc thường kỳ, nên có không ít em để tóc dài, vừa thiếu thẩm mỹ lại không đảm bảo vệ sinh cá nhân. Vì vậy, việc cắt tóc định kỳ cho các em là việc làm rất thiết thực. Hôm nay cháu rất vui khi được các chú bộ đội biên phòng đến cắt tóc.
Hiện nay, cả đồn biên phòng Đồng Quân trên hai tuyến biên phòng của Quảng Bình đã thành lập nhiều tổ cắt tóc đến tận từng bản làng, điểm trường để giúp bà con và các em học sinh trên từng địa bàn đơn vị Đồng Quân. Việc làm tuy nhỏ nhưng có sức lan tỏa rất lớn, không chỉ các bậc phụ huynh mà ngay các em cũng cảm nhận được tình cảm của các chủ bộ đội biên phòng. Chương trình tại các biên phòng mà đến với học sinh vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng rẻo góc biên giới như học sinh ở trường tối ấy, thì rất là ý nghĩa để các em học sinh. Cái chương trình này cũng là giúp cho gia đình các cũng như các em một phần kinh phí, đỡ tốn kinh phí cho vấn đề cắt tóc cho các em hàng tháng, hàng ngày. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này. Qua đó, để phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng khoai lang. Phóng sự làng chay đổi mới. Để giúp người dân phát triển chăn nuôi, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng, các địa phương triển khai tổ công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Những tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Quảng Trạch không có các loại dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, huyện Quảng Trạch đã tiêm phòng được gần 9.000 liều vaccine tụ huyết trùng cho đàn trâu bò, 13.800 liều dịch tả lợn, 25.000 liều dịch cúm gia cầm và gần 5.000 liều dại chó. Hiện tại huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương hoàn thành tiêm phòng đợt 1, đồng thời triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong mùa hè. Tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm soát diệt mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc khử trùng, nhất là trong các thời điểm chuyển mùa, trước trong và sau khi triển khai công tác tiêm phòng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tiến hành thu hoạch khoai lang vụ đông xuân năm 2017-2018. Vụ đông xuân năm 2018, Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa đã liên kết với công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, Hoài Đức, Hà Nội, trồng 2 hectare đất màu ở thôn Hà Nam, xã Nam Hóa và thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa để trong khảo nghiệm giống khoai lang tinh bột HNV1 và KL20209. Tham gia mô hình, ngoài việc được cán bộ kỹ thuật công ty hướng dẫn cách trồng và chăm sóc giống khoai lang tinh bột, bà con nông dân còn được hỗ trợ một phần giống, phân bón. Theo đánh giá kết quả của mô hình, sau 4 tháng trồng, 1 hecta cho năng suất trên 11 tấn củ, cao hơn hẳn với giống khoai lang khác. Lợi nhuận thu được của mô hình sản xuất khoai lang tinh bột so với một số loài cây màu vụ đông đạt trên 2 triệu đồng một sào. Ngoài ưu thế về hiệu quả kinh tế, mô hình sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng trên địa bàn xã. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy đã chuyển đổi một số diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khoai lang. Theo đó, Tân Thủy đã chuyển đổi gần 5 hectare đất kém hiệu quả sang trồng khoai lang. Trạm khuyến nông huyện Lệ Thủy đã hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống và phân bón cho bà con. Qua kiểm tra, khoai sinh trưởng và phát triển tốt, dự ước năng suất khoảng 10 tấn một hecta. Khoai trồng 4 tháng sẽ cho thu hoạch. Với giá 9.000 đồng một kg, thì một hecta khoai, người dân có thể thu về khoảng 90 triệu đồng. Theo kế hoạch, xã Tân Thủy sẽ tiếp tục chuyển đổi thêm 10 hecta đất lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây khoai lang. Thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm Minh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các trạm, tổ kiểm lâm cơ động và kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã. Quý 1 năm 2018, Hạt Kiểm Lâm Minh Hóa đã phát hiện lập hồ sơ xử lý 22 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Nằm cách xa trung tâm xã hơn 10 km, thôn Tân Sơn, hay thường gọi là Làng Chay ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, là thôn có 100% đồng bào Công giáo. Trước đây, địa hình cách trở đã ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như điều kiện phát triển kinh tế của bà con. Song được sự quan tâm của các cấp ngành và sự nỗ lực của bà con,
sau gần 10 năm tái định cư, thôn Tân Sơn đã thay đổi rõ nét. Thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn hiện có 153 hộ dân với trên 650 nhân khẩu. Sau khi tái định cư theo chủ trương của địa phương, bà con đã tập trung ổn định đời sống. Để giúp bà con yên tâm sản xuất, chính quyền xã Quảng Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nếu như trước đây, bà con làng chay chỉ biết sống dựa vào rừng, thì nay toàn thôn đã có trên 70 hộ dân được cấp hơn 200 hectare đất trồng rừng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, vấn đề học tập của con em cũng được chú trọng hơn trước. Điểm trường tiểu học và mầm non được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Đến nay, 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường. Trước đấy thì ở trong trái cũ, thường gọi là trái cũ, có 3 xóm. Mà hồi đó thì có như là không đường, không trường, không trạm và không điện. Sau được năm 2010, được có như cả cấp đảng chính quyền quan tâm đến có như là cho cái đường điện, thì cuộc sống của người dân có như từng bước có như được cải thiện. Và đặc biệt có như là những năm gần đây thì bà con đã có như là tập trung là dời chuyển nhà ra có như là theo trục đường chính 559 này, thì cuộc sống người dân có như là từng bước đổi thay. Và hiện tại là trong thôn có 153 hộ mà được có như là nhà xây lập ngói có như đàng hoàng. Thì công việc làm ăn thì cũng chỉ chủ yếu là dựa vào rừng, nhưng được cái là bà con có cần cù đây là siêng năng có như là thì cũng đời sống kinh tế cũng được cải thiện. Cùng với phát triển kinh tế, các cấp các ngành đã chủ trọng quan tâm công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến địa phương đã được triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Vì thế, bà con giáo dân nơi đây luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Hiện nay lên Tân Sơn thì có rất nhiều cái đổi mới. Dân ở trên đó thì ngoài những cái ngành nghề sản xuất ra thì bây giờ họ đã đầu tư cho con cái học. Trước đấy mà này cái số biết chữ là hiếm thôi. Nhưng bây giờ thì đã là có đại học, trung học. Và hiện nay cái hướng thì ngoài ra một số con em đi theo cái đường học hành thì bây giờ đi xuất khẩu lao động. Cho nên đã về có những cái kinh tế của hộ gia đình nó có những cái khởi sắc. Cái tên làng chay, làng Năm Không ngày trước giờ đã trở thành ký ức đối với người dân thôn Tân Sơn. Mặc dù có điểm xuất phát thấp so với các địa phương khác trên địa bàn, nhưng Tân Sơn ngày nay đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết cùng chung sức vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào sập hết tàn than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay với chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân, đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 3 tháng 5, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cơ đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 81 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cơ đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 79 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông. Trong cơn dông cơn đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm 77 đến 95%.
Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.